22. Rồi, đi 60k anh em nhá. Hai điểm này nhìn con hai là sướng rồi anh em ạ, không lẽ ra con một anh em ơi. Tuyệt vời anh em ạ, ăn được 60k rồi anh em nhá. Rồi, quá là thơm anh em ơi. Vẫn tiếp tục anh em nhá. Và tay này thì thôi chắc chắn rồi. Mình sẽ vào luôn ở bên hổ anh em ạ. Vào luôn bên hổ đi. Quất đi anh em ơi. Đó, mình đang nghĩ cầu là 223 anh em ạ. Chứ mình chưa nghĩ cầu là 221 đâu. Rồi, 4 này. K này, nhìn thấy con 4 là những con số rất bé anh em ạ, có thể là qua được anh em ơi. Rồi tuyệt vời. Lên 232k rồi anh em nhá. Rồi ok. Thế nếu vậy thì tay này thì mình sẽ vào bên hổ anh em nhá. Và con game này là con game bài đổi thưởng, tỷ lệ làm rút là 1-1. Số tiền rút tối thiểu của con game này thì có 50k thôi anh em ơi. Tay này theo hổ. 6 này. K này, tuyệt vời anh em ạ. Thôi anh em ơi, ăn được rồi. Té ra cái game khác một chút anh em ơi. Sang game khác chơi một chút cho nó vui anh em nhé. Rồi, 60k lên 360k rồi. Quá tuyệt vời. Gấp 6 lần rồi anh em ơi. Thì mình sẽ vào tài xỉu anh em ạ. Rồi, anh em nào muốn chơi thì link tải game mình để bên dưới anh em nhé. Rồi, ok. Thế mình nhìn qua đây cầu là 221 rồi. Thế thôi, giống như cầu bên Long Hổ thôi. Hai cầu 221 thì bây giờ phải theo tiếp tục cả bên xỉu anh em ạ. 123 nó không ra rồi. Thì nó ra 1221. Thì bây giờ phải ra cầu là 222 phải theo xỉu một cầu nữa. Thì cầu này mình sẽ vào 160k, ngon lành canh đào. Nó về khoảng tầm là 7 điểm xỉu anh em ạ. Rồi lên 513 rồi, 515k rồi. Khá là bánh cuốn anh em nhá. Thế nếu vậy thì tay này thì 7 với 7 à. Thôi tay này vẫn tiếp tục theo bên xỉu giống y như cầu bên Long Hổ xem có giống không. Có về có phải là về 223 không? Có giống Long Hổ không ạ? Ấy chà, nó về bên xỉu anh em ạ. Bị giả lại tiền nhưng mà giả lại một ít anh em ơi. Vẫn ăn được cầu bên xỉu y hệt như cầu Long Hổ luôn mếu nghèm ạ. Ấy anh em thấy không? Cầu 222 rồi nó về cầu 223 y hệt như cầu bên cầu Long Hổ luôn anh em nhá. Thế nếu vậy thì tay này thì mình sẽ vào luôn bên xỉu anh em ạ. Và mình đi tay này khoảng tầm là 324k, còn để lại 300k anh em nhá. Rồi, từ từ bình tĩnh anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em nhớ 8 điểm xỉu luôn anh em ạ. Tiếp tục anh em ạ, cầu 224 rồi anh em ơi. Bây giờ số tiền của mình là 938k rồi. 7718 à. Rồi, nếu vậy thì tay này thì vẫn tiếp tục mình sẽ theo bệt vào bên xỉu anh em nhé. Mình nghĩ có khả năng nó bệt bên xỉu vào 238k còn để lại 700k anh em ơi. Rồi, get go này. Rồi ok, tuyệt vời luôn, bệt xỉu đúng lúc anh em ạ, về 10 điểm xỉu anh em ơi, quá ngon lành cành đào luôn, lên 1.169k rồi anh em nhá. Rồi, thế nếu vậy thôi ao thôi anh em ạ. Ao. Ao ra thôi. Ao ra mình sẽ vào chơi game khác anh em ạ, lên 1.169k rồi. Thì nếu vậy thì vào bên xích bo anh em ạ, vào bên xích bo đi. Rồi ok anh em. Thì tay này về chẵn này. Tay này về chẵn rồi anh em ạ. Thế thì mình sẽ bỏ một tay này đi. Không không chơi tay này đâu. Rồi ok. Tay này về chẵn tiếp rồi anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy này, 24 này. Xong cũng về hai con 4 tiếp tục này. Đấy, được chưa anh em? Rồi ok. Thì mình sẽ vào tay này thì mình sẽ vào ở bên ấy đi anh em ạ. Mình sẽ vào bên lẻ đi, mình đặt sang lẻ đi. Vì mình nhìn cái cầu cũ ấy thì nó về hai con 4 chẵn rồi. Hai con số 4 rồi. Và tiếp tục nó về hai con số 4 ở lần tiếp theo. Đấy thì bây giờ tay này thì mình sẽ thêm vào bên tay lẻ là sẽ là hợp lý nha em ạ. Rồi lên 1.526.000 rồi anh em nhá. Rồi ok. Bây giờ thì chắc chắn rồi, mình sẽ cuốn tiếp tay này về tay lẻ rồi anh em ạ. Chứ mình chưa đảo sang bên chẵn anh em nhá. Vì nó về hai con chẵn và số 4 nữa thì khả năng vẫn còn thừa bên lẻ nữa, mình vào lẻ sẽ là hợp lý. Ấy chà, nó về con 6 anh em ạ, về 6 bên chẵn anh em nhá. Chơi shipper này anh em có thể là lựa chọn 1 2 3 4 5 6 và tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 5. Còn nếu mà vào mỗi bên lẻ hoặc bên chẵn tỷ lệ là 1 ăn 1 ăn anh em nhá. Bây giờ còn 1 triệu 150 nghìn. 60k kéo lên từng này là khá là thơm tho anh em ạ. Rồi, tay này thì chắc chắn rồi, mình bỏ đây anh em ạ, không kịp anh em ơi. Cứ mãi nói chuyện với anh em. Rồi ok anh em. Rồi, tay này nó về lẻ anh em ạ. 1 triệu 150 nghìn rồi. Thế nếu vậy thì thôi rồi. Mình sẽ đảo sang cầu này đi. Về 3 điểm, 3 điểm, 3 điểm lẻ. Thế nếu vậy thì chắc chắn là mình sẽ vào bên lẻ tiếp anh em nhé.
và tay này thì đi 350k, còn để lại 800k anh em ơi. Rồi ok, cùng coi xem như nào nào. Bonjour Maxi Mu, wow, ăn được con lẻ anh em ạ, lên 1.490.000 rồi anh em ơi. Đấy, căn đúng cầu, đi nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em ơi. Rồi bạn nào nếu mà chơi chưa hiểu biết ấy, thì cứ đi nhỏ vốn thôi anh em nhá. Rồi 5 điểm bên lẻ này, nên nếu vậy theo tiếp tục là theo bên lẻ anh em nhá, 450k. Ôi phát này nó về chẵn này, Sukana thiệt anh em ơi. Rồi bây giờ còn 1.040.000 anh em ạ. Rồi từ từ bình tĩnh anh em ơi. Rồi thế thì phát này thì mình sẽ vào chặn anh em nhá. Quả chơi shipbo bên này cứ một ăn một thua, mình sẽ theo ở bên con 4 với cả con 6 anh em nhá, 4 với cả 6 đó. Rồi ok xem nào. Rồi ok anh em ơi, cả con 2 cũng có luôn, mình đánh theo con 2 mà anh em, ăn được lên khoảng tầm là 1.562.000 rồi. Cứ một ăn một thua càng quá anh em ạ. Rồi phát này thì mình sẽ vẫn tiếp tục mình theo bên chặn anh em nhá. Và tiếp tục mình sẽ vào khoảng tầm là 246 anh em ạ. 246 thì tỷ lệ một ăn 5 rồi. Nhưng mà tay này thì mình sẽ vào mỗi bên 6 thôi, mình không vào 2 với 4. Phát này thì lẻ rồi, cứ một ăn một thua đắng lòng thật anh em ạ. Sợ thật đấy, xích bầu cứ một ăn một thua hơi đắng lòng anh em ạ. À, thật tình thôi, đây này đã xong lẻ đi, tính gấp thiết tay này ốn in hết ăn biến lẻ đấy. Nhưng mà thôi, để lại 500k anh em, để lại 500k. Rồi tuyệt vời luôn, nó về con 5 anh em ơi, quá ngon lành cảnh đào luôn, lên 1.487.000, cứ giật dẻo mãi thôi. Rồi từ từ bình tĩnh đã. Rồi ok, thế nếu vậy tay này thì mình sẽ vào ở bên chặn anh em nhé. Và mình sẽ vào 400k, 400 gọi là 487k đi, còn để lại 1 triệu. Rồi về con số 4 luôn, tuyệt vời luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi, được luôn cầu bên chặn anh em ơi. 60k kéo lên được tầm này là khá là dập dìu anh em ạ. Nhưng mà cứ từ từ anh em ơi, cứ từ từ đã. Theo lốt tay này rồi đi ra ngoài này, theo lốt tay bên chặn này, theo lốt đi. Rồi ok, 400k bên chẵn và 2468 mỗi cầu đi 20k. Rồi tuyệt vời, con này thôi ao ra anh em ạ. Đi ra game khác anh em ơi, 2.4 là khá là bánh cuốn rồi. Thôi ra đã. Rồi ok anh em. Rồi 2.4 à, 60k cháu đến 2.4 à. Làm thêm tí nữa anh em ạ, đang đỏ anh em nhá. Và sóc đĩa một tí anh em ơi. Rồi ok, 2.4 cầu chạy như thế à, thế được rồi. Nếu vậy thì làm quả lớn lớn một chút anh em ơi, đi 1M vào bên lẻ đi. Đấy, 1M vào bên lẻ đi, căng đấy anh em ạ, căng đấy anh em ạ. Phát trước về 3 trắng bên lẻ rồi đấy. Rồi phát này về 3 đỏ bên lẻ nữa anh em ạ. Ngon lành cảnh đào lên 3.374k rồi, thực sự là ngon lành cảnh đào luôn anh em ơi, khá là ngon lành nhá. Rồi ok, lên 3.374. Phát này thì chắc chắn là mình sẽ vẫn tiếp tục theo bên lẻ anh em ơi. Mình nghĩ khả năng về 3 trắng, nên là mình sẽ đánh thêm 3 trắng anh em nhé. 3 trắng tỷ lệ là 1 ăn 3 anh em ạ. Wow, nó về bên chẵn mà còn 4 đỏ anh em ạ, 1 ăn 15 kìa. Quá kinh khủng anh em ơi. Rồi cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Tay này thì mình sẽ vào bên lẻ anh em ơi, vẫn tiếp tục theo anh em nhé. Và tay này thì mình sẽ đánh căng niềm tin anh em ạ, dốc hết từng ngày luôn, 3 trắng luôn. 4 đỏ hay nó hay về 3 trắng lắm, nên là mình all in. Đù, nó mà về 3 đỏ được thì quá tuyệt vời anh em ạ. Nó về 3 trắng, nó về 3 trắng quá tuyệt vời, mà nó lại về 3 đỏ anh em ạ. Không sai anh em ạ, vẫn tiếp tục gấp thêm phát nữa anh em nhé. Tôi vẫn nghĩ là nó vẫn còn thiếu 3 trắng nữa. Đấy, tôi sẽ vẫn tiếp tục quấn vào anh em nhé. Lẻ 1M vào bên 3 trắng 1M nữa. Nào, quay, trời ơi, thế lại hòa tiếp rồi anh em ạ, lại hòa tiếp rồi, trời ơi, đáng lòng thật anh em ạ. Thôi đây này đảo sang bên chẵn anh em ơi, theo hai tay ở bên ba trắng mà nó không về, nó toàn về ba đỏ anh em ơi. Biết thế thì mình đánh mỗi bên một ít thì phải ngon không, làm tất tay bên chẵn đi. Rồi
ngon lành thành đào rồi anh em ạ, cuốn được một phát ở bên chẵn đến 3.954.000 rồi anh em nhá. Ok, chơi nó phải có gan này một chút anh em ơi. Và tay này thì mình sẽ vào bên chẵn anh em ạ, 500k bên chẵn. Rồi, để coi xem như nào, chẵn 500k. Ok. Rồi, ngon lành cành đào. Tuyệt vời anh em ạ. Ok, thôi tay này thì chắc chắn rồi, tay này quấn vào bên lẻ là sẽ là hợp lý rồi. Phát này thì mình sẽ đi khoảng tầm là 2.4 triệu bên lẻ. Và bên ba trắng là mình sẽ đi 1 triệu nữa anh em nhé. Rồi ok, thôi liều càng phát nữa đi. Rồi, theo mãi mày mới về đến 9.677.000 của anh em ạ. Giật dìu với nó mấy tay, mãi tay cuối mới ăn được ở bên ba trắng anh em ạ. Phát này mình vẫn tiếp tục mình theo ở bên lẻ anh em ạ. Và tay này thì 1.5 triệu, 1.6 triệu đi, 1.6 triệu bên lẻ đi, và mình sẽ không theo ba trắng và ba đỏ nữa, mình theo mỗi bên lẻ thôi. Đu theo phát nữa ở bên ba trắng có phải ngon không anh em ạ? 11.229k, 11.229k, 60k lên 11 triệu à? Thôi mình nghĩ là dừng không anh em nhỉ? Thôi vào lốt 200k đi, 200k bên trắng đi, được cũng dừng mà không được cũng dừng anh em nhé. 60k lên 11 triệu là khá là thơm thỏ anh em ạ. Rồi thôi, nó về ba đỏ rồi. Thôi anh em ơi, dừng anh em nhé. 60k lên 11 triệu là khá là ok rồi. Thôi thoát ra rút tiền anh em ạ. Bấm vào đổi thưởng, mình sẽ bấm vào đổi thưởng để rút tiền. Rồi, điền trong này ngon lành hình nào. Mình rút ra khoảng tầm là 3 triệu anh em nhé. 60k cuốn lên 11 triệu khá ngon. Rồi, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.